cô con mình cùng chơi một trò chơi nhé. Giấu tay, giấu tay. Tay đâu, tay đâu? Tay đây, tay đây. Giấu tay, giấu tay. Tay trái đâu? Tay trái đây. Tay phải đâu? Tay phải đây. Giỏi lắm. Thế hàng ngày tay phải thường giúp gì các con nào? À đúng rồi đấy, tay phải giúp các con cầm thìa để xúc ăn này, cầm bút để vẽ này, hay là cầm bàn chải để đánh răng này, đúng không nào? Thế còn tay trái giúp gì các con nhỉ? À, tay trái giúp các con giữ vở khi vẽ này, hay cầm cốc nước để đánh răng, hoặc là cầm bát, đúng không nào? Vậy theo các con, tay phải và tay trái, tay nào quan trọng hơn? À, có bạn thì nói tay phải quan trọng hơn, có bạn nói tay trái quan trọng hơn, nhưng có bạn lại cho rằng cả tay trái và tay phải đều quan trọng như nhau. Vậy để biết tay phải và tay trái, tay nào quan trọng hơn và như thế nào, chúng mình cùng nghe câu chuyện tay phải, tay trái. Nào, cô mời các con. Câu chuyện tay phải, tay trái. Từ trước đến giờ, tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau. Một hôm, mẹ đi chợ về, tay phải xách giỏ giúp mẹ. Mệt quá, nó mắng tay trái. Cậu thật là sướng, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc. Còn tớ thì việc gì cũng phải làm, từ việc xúc cơm, cầm bút, thái rau, tất tần tật đều do một tay tớ cả. Nghe bạn nói vậy, tay trái buồn bã, chẳng nói gì. Nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác và thầm hứa sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Rồi một buổi sáng, con người thức dậy và muốn đi đánh răng, nhưng tay trái đã giận tay phải mất rồi, nên chỉ có một tay cầm bàn chải, còn ly nước thì không sao cầm được. Con người bắt đầu không hài lòng vì đánh răng vừa chậm vừa không sạch. Đến lúc cần mặc quần áo thì lại càng khổ hơn, không thể nào cài nút được nếu chỉ có một tay. Vậy là con người đành mặc cái áo thun nhăn nhúm để kịp đến trường. Khi cô giáo dạy vẽ ô tô thì hết chịu nổi, chỉ có một tay để cầm bút màu và không có tay nào để giữ giấy cả. Giấy cứ chạy lung tung và trêu: tại cậu chỉ biết quý trọng bản thân mà lại coi thường bạn, nên hậu quả là như vậy đấy. Sợ con người không cần đến mình nữa, tay phải bèn năn nỉ tay trái: cậu giúp tớ với, việc này khó quá, tớ không làm được. Tay trái vẫn còn giận, liền nói: sao lúc trước cậu nói với tớ chẳng được việc gì mà? Tay phải hối hận nói: tớ biết mình sai rồi, thôi cho tớ xin lỗi đi, chúng ta hòa nhé. Thế là tay trái và tay phải cùng giúp con người đánh răng, mặc áo và làm nhiều việc khác một cách nhanh chóng, gọn gàng. Cuối cùng, tay phải sung sướng thốt lên: nhờ cậu mà tớ đỡ vất vả. Tớ và cậu đều quan trọng như nhau, không có cậu thì tớ có nhiều việc mà một mình tớ không thể nào làm được. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
trong câu chuyện có những ai? Không có tay trái giúp đỡ thì con người đã như thế nào? Từ đó, tay phải còn mắng tay trái nữa không? Qua câu chuyện tay phải, tay trái, các con thấy như thế nào? À đúng rồi đấy, tay phải và tay trái đều quan trọng như nhau. Mỗi tay đều có thể làm được một việc mà tay kia không thể làm được. Nếu thiếu đi một tay thì rất khó phải không nào? Cũng giống như mỗi chúng ta đều có một thế mạnh khác nhau đấy. Nên các con đừng bao giờ coi thường bạn, mà hãy biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, đúng không nào? Giờ học đến đây là hết rồi. Các con nhớ bảo bố mẹ cho nghe lại câu chuyện một lần nữa nhé.